Thật bác, nay chúng ta sẽ cùng nhau phô thị cho mình nhé. Dạ. Thì là với những bức tranh này chúng ta sẽ tô phần lông của chú chim này bằng màu sinh động nhé bạn. Bên như chú chim này là một nhân vật ở trong phim hoạt động Donald hay sao ấy, không rõ lắm. Mình cũng khá là quen nhưng mà mình không nhớ là nhân vật này trong phim hoạt động này, nhưng mà chắc chắn là ở trong phim hoạt động của hãng Disney. Có lẽ là mình sẽ tô phần lông này nó đậm một chút nhé. Ok, tiếp theo mình sẽ tô cái mỏ của chúng này màu vàng nha các bạn. Ok, phần miệng của chú này chúng ta sẽ tô bằng màu hồng và phần lưỡi. Ok, này có vẻ nó ổn rồi đấy. Ta-da, mình đã phô xong bức tranh này rồi, các bạn thấy có đẹp không? Cảm ơn các bạn nhé.